Lời chứng của Men Nanu Biên Ven Vu của Benin Phần 3 Một phù thủy cũ trở thành nhà giảng tinh lành Chương 7 Men Nanu và Hội Thánh Ma thuật, như chúng ta đã thấy, bao gồm việc sở hữu những sức mạnh thần bí được sử dụng vì lợi ích của một số cá nhân hoặc nhóm cá nhân chống lại một nhóm cá nhân khác thường có số lượng đông hơn. Nhưng nền tảng thực sự của thuật phù thủy là ma quỷ, và như vậy, nó chống lại Chúa và nhà thờ của Ngài. Khi thực hiện nghề nghiệp của mình, tôi đã trở thành kẻ thù của Chúa. Tôi được liên kết với một nhóm phù thủy huyền bí thực hành tà thuật. Nhóm này gồm một người Ấn Độ, một người Haiti đến từ Guadeloupe, một người Brazil. Tôi là người châu Phi duy nhất trong nhóm này. Nhiệm vụ của chúng tôi trên khắp thế giới là hợp tác với các bậc thầy vĩ đại của hội tam điểm, Rosicrucian, Ekanka, vu đồ để gây ra thảm họa hàng không và chạm tàu hỏa, lũ lụt, vân vân. Sau đó, chúng tôi đã báo cáo với Satan trong các nghĩa trang và khu rừng thiên. Các pháp sư, nhà huyền bí và những người khác là nguồn gốc của thảm họa không khí, nội chiến, lũ lụt trên toàn thế giới đang gây ra sự hủy diệt. Cuộc sống và tạo ra các vấn đề cho các tổ chức tài chính nước ngoài để xây dựng lại đất nước. Các thầy phù thủy, những người theo thuyết huyền bí, những người hành đạo, những người theo tà thuật hoặc những người theo chủ nghĩa tôn sùng hoạt động từ nửa đêm đến 3 giờ sáng. Một số người lợi dụng những giờ này để thoát ra khỏi cơ thể, từ đó thực hiện nhân đôi để hoạt động xa, hủy hoại mạng sống con người bằng cách gây bệnh cho họ trong giấc ngủ. Điều này giải thích tại sao mọi người thức dậy vào buổi sáng và sau 14 ngày hoặc 21 ngày, họ từ bỏ linh hồn. nếu bạn gắn bó với Chúa. Lạy Chúa Giêsu, không thầy phù thủy nào có thể đến tấn công bạn trong giấc ngủ để giết bạn vì các thiên sứ của Đức Giê-hô-va đóng trại xung quanh những người kính sợ Ngài. Không thầy phù thủy nào có thể giết một mục sư hay một cơ đốc nhân khác gắn bó với Chúa. Các mục sư và những cơ đốc nhân khác đã sa ngã hoặc bị ăn thịt trong ma thuật chứng tỏ rằng họ đã không được cải đạo tốt. Pháp sư tấn công từ xa. Họ giết từ xa. Họ tạo ra vấn đề từ xa. Họ làm cho mọi người bị bệnh ở xa. Nhưng, nếu bạn ở trong Chúa Giêsu Christ, họ có thể làm bất cứ điều gì chống lại bạn từ xa, sẽ không có gì xảy ra với bạn vì bạn được bao phủ bởi máu của Chúa Giêsu cả ngày lẫn đêm. Tôi đã tấn công một số cơ đốc nhân và các mục sư phù thủy để quyến rũ họ, làm cho họ bị bệnh để tiêu diệt họ, nhưng vô ích. Tôi đã thất bại vì họ gắn bó mạnh mẽ với Chúa gắn bó chặt chẽ với Chúa có nghĩa là không tham khảo ý kiến của nhà huyền bí hay thầy phù thủy. Không tôn sùng, không nhìn xa trông rộng hay bói toán, bất kể thử thách nào ập đến với chúng ta. Gắn bó mạnh mẽ với Chúa là dân mình cầu nguyện khi trải qua thử thách và bị tấn công. Và mong Thượng Đế của mình can thiệp đúng lúc vì Kinh Thánh có nói đừng tìm đến những kẻ gọi hồn, thầy bói, thầy lang, thầy phù thủy, thầy phù thủy, người nhìn xa trông rộng đừng tìm đến họ vì sợ làm ô uế chúng ta với họ. Lê Vi Ký 19, 31 đừng coi thường những người có đồng cốt, cũng đừng tìm kiếm các thầy phù thủy, để bị chúng làm ô uế. Ta là giê hô và Đức Chúa Trời của các ngươi. Vì vậy, hãy hướng về Chúa giêsu xu là giải pháp cho mọi vấn đề của chúng ta. Tuy nhiên, tôi thường công kích những cơ đốc nhân, một chân trong nhà thờ, một chân ở ngoài, trong số những người có khải tượng, thầy bói hoặc thầy phù thủy. Những cơ đốc nhân như vậy rất gắn bó với những công việc không thành công và thường gắn bó với truyền thống gia đình. Tôi đã giết một số người được gọi là đã chịu phép báp tên xác nhận mà đức tin của họ đang dao động. Chẳng phải Kinh Thánh nói, hãy tin Chúa Giêsu thì bạn sẽ được cứu hay sao? Chỉ những ai có niềm tin thực sự vào Chúa Giêsu mới thoát khỏi tầm tay của các thuật sĩ. những buổi thức canh cầu nguyện mà các nhà thờ tin lành tổ chức là những quả bom ném vào trại của những thầy phù thủy những người theo thuyết huyền bí những người theo chủ nghĩa tôn sùng những kẻ hành đạo họ ngăn cản chúng hoạt động trong hòa bình thông qua ma thuật tôi đã tấn công các nhà thờ bằng phép thuật phù thủy nhóm của tôi và tôi đã làm suy yếu các cơ đốc nhân và khiến họ phải gián đoạn thời điểm kiên ăn trước hạn khi họ quyết định kiên ăn trong một ngày tôi sẽ khiến họ dừng lại vào buổi trưa thay vì tiếp tục cho đến thời điểm được ban phước. Khi một nhóm cơ đốc nhân quyết định nhịn ăn 4 hoặc 7 ngày, tôi đã tấn công họ để yêu cầu họ rút ngắn thời gian kiên ăn do hội đồng quy định. Khi bất chấp mọi thứ họ vẫn tiếp tục, điều đó thật đáng sợ trong trại của chúng tôi. Kiên ăn và cầu nguyện làm thất bại các công việc phù thủy chống lại cơ đốc nhân. tôi có thể tấn công các nhà thờ với nhóm phù thủy của mình bằng cách gieo rắc sự chia rẽ giữa các mục sư và lãnh đạo nhà thờ vì tiền bạc và của cải vật chất khi gắn bó với những thứ này những bất đồng này đã ngăn cản họ cầu nguyện đầy đủ kiên ăn và chăm sóc bầy chiên để công việc của đức chúa trời được thăng tiến các thầy phù thủy kích thích những cô gái xinh đẹp của nhà thờ không cải đạo để họ khiến những người lãnh đạo và mục sư sa vào cám dỗ và phạm tội đây là cách các thầy phù thủy phá hủy ngay cả những nhà thờ còn sống. Tôi đã tấn công các nhà thờ bằng cách khơi dậy tinh thần nổi loạn, kiêu ngạo, vu khống giữa những người theo đạo cơ đốc để họ gắn bó với phù thủy. Sự nổi loạn chống lại các mục sư, những lời chỉ trích và vu khống, thù hận, oán giận người khác thường là do phù thủy. Các thầy phù thủy biến thành gián, sư tử, mèo đen, chuột, bò, hà mã, rắn, ruồi, bọ cặp hoặc chó để giết. Tôi đang tự tách mình ra thành một con ruồi. Với tư cách là những phù thủy, chúng tôi hợp tác với các hiệp hội sau, Ekanka, Rose Rose, Waruma, Mahikari, Buddha, Moon, Christian, The Freemason, những hiệp hội nơi mọi người thắp nến cầu nguyện và tôn thờ những bức tượng chạm khắc tượng trưng cho những thứ ở trên trời thiên đường. Tất cả bọn họ đều hành nghề phù thủy. Một số cái gọi là nhà thờ cung cấp tầm nhìn cho mọi người để giam cầm họ và bán nến trắng, đỏ, xanh lam, xanh lá cây. Họ yêu cầu những phụ nữ đã kết hôn phải ở lại tu viện từ 7 đến 14 ngày. Những nhà thờ này cũng thực hành phù thủy. Vào ban đêm, những người lãnh đạo của họ đến các nghĩa trang và bờ biển để cầu nguyện, hiến tế, thực hành phép thuật phù thủy, thuyết huyền bí và lễ diễu hành. Những người khác sử dụng dầu sức rất nguy hiểm. Đó là mở trăng, chúng làm xà phòng đen cho người ta tắm rửa, khiến họ tiếp xúc với ma quỷ. Họ chuẩn bị nước hoa sen michel cho khách hàng của mình, cho họ tiếp xúc với tinh thần của Mamiwata. Đúng là ma thuật mà những nhà thờ này thực hành. Những người nhìn xa trong rộng này lợi dụng cái gọi là tu viện của họ để phạm tội ngoại tình hoặc vô luân với phụ nữ và trẻ em gái đã có gia đình. ngoài ra còn có những nhà thờ nơi các tín đồ mặc đồ trắng và những người lãnh đạo mặc áo cà sa với thắt lưng đen ở ngực và tay cầm gậy những người này hành nghề phù thủy tất cả những nhà thờ và mạng lưới thuyết huyền bí mà tôi vừa đề cập đều thông đồng với các thầy phù thủy ngoài ra với tư cách là một thầy phù thủy tôi cũng đã lên kế hoạch tạo ra một nhà thờ Dự án thành lập nhà thờ Do liên hệ của tôi với người Ấn Độ, chúng tôi quyết định thành lập một nhà thờ ở Abidjan. Bạn có thể tưởng tượng, nó phải là một nhà thờ tà ác. Nhà thờ của chúng tôi được gọi là nhà thờ quốc tế của máu Chúa Giêsu Christ. Có cần thiết phải chỉ ra rằng đó không phải là máu của Chúa Giêsu Christ mà là máu của con người là nền tảng của nhà thờ này. Đó là ý tưởng của người da đỏ và tôi đã chọn cái tên này. Chúng tôi đã thiết lập các hồ sơ và đặt ra các điều kiện cho tất cả những ai muốn trở thành thành viên của hội thánh này để được đăng ký vào sổ đăng ký của nhà thờ của chúng tôi, cần phải trả 10 không f đó là sự đảm bảo cho sự thịnh vượng của hội thánh. Trung thành trong các hoạt động của mình Sự thịnh vượng này phải dựa trên sự tôn sùng của nhà thờ dựa trên máu người. Nếu một thành viên chết, chúng tôi phải tự chôn cất anh ta, chỉ để lấy đi trái tim của anh ta để thu hút những người giàu có tham gia nhà thờ người ấn độ phải mang trái tim này đến ấn độ làm việc với nó để một người khác giống như người quá cố đến thay thế vị trí của anh ta đối với một tín đồ giàu có đã qua đời người ta phải lấp đầy khoảng trống bằng một người khác nếu không muốn nói là giàu hơn tấm lòng của người quá cố là đã giúp cho người ấn độ có được kết quả này các tín hữu phải mặc một chiếc áo cà sa màu đỏ và một dải băng màu đỏ trong khi cầu nguyện mỗi tín hữu phải mua một ngọn nến đỏ xanh dương trắng xanh lá cây trong số những ngọn nến có một số ngọn nến để trả thù tất cả những người chống lại các thành viên trong giáo đoàn của chúng tôi họ có thể sử dụng những ngọn nến này thực hiện các câu thần chú để tiêu diệt kẻ thù của họ trong dự án xây dựng nhà thờ của chúng tôi chúng tôi đã lên kế hoạch bán nến để mang lại hạnh phúc cho các tín hữu của chúng tôi hơn nữa chúng tôi đã lên kế hoạch mỗi năm về cái chết của bốn tín hữu một cách thần bí, tức là những cái chết tự nhiên bên ngoài. Chắc hẳn đó là những của lễ nhằm đưa khoảng 100 đến 150 người nữa đến nhà thờ. Chúng tôi cũng đã lên kế hoạch tổ chức ba lễ rửa tội mỗi năm. Người Ấn Độ đã phải di chuyển từ đất nước của mình cho đến nay cho buổi lễ. Các ứng viên báp tên phải trả 50.000 ép cho nước báp tên. Đó không phải là Đức Chúa Trời thật mà chúng ta nên thờ phượng trong nhà thờ này. Vì vậy, chúng tôi đã quyết định rằng một tín đồ có thể kết hôn với bốn phụ nữ và có tình nhân điều này không nên bị coi là tội lỗi trước mặt đức chúa trời chúng tôi đã lên kế hoạch cho tất cả những điều này sau khi thực hiện một số nghiên cứu trong kinh thánh và tìm ra ở đâu đó rằng bảy người phụ nữ đã đến gặp một người đàn ông để nói rằng chúng tôi muốn kết hôn với anh đây phải là sự hỗ trợ trong kinh thánh cho điểm địa vị này của nhà thờ chúng tôi đó là nói rằng kinh thánh đã được trình bày như một vỏ bọc nhưng tất cả đều dựa trên sự dối trá. Đây là điều mà người da đỏ và tôi đã lên kế hoạch cho nhà thờ của chúng tôi, nhưng nó không thể thực hiện được vì Chúa Giêsu Christ đã bắt lấy tôi và tất cả những dự án này đều đổ bể. Thật kỳ lạ, ngày nay có những nhà thờ sử dụng nến để thực hiện chính xác những gì chúng tôi đã lên kế hoạch. Ngày nay, chúng ta tìm thấy ở Abidjan và thậm chí trên toàn thế giới, một nhà thờ cùng tên ở một mức độ nào đó. Người ta có quyền tự hỏi liệu ý tưởng mà những người sáng lập nhà thờ này đã thực hiện lại có giống nhau không? Chương 8, Chuyển đổi, Chiến đấu và Giải phóng Chuyển đổi Như bạn có thể thấy, mọi thứ đều ổn với tôi, tôi đã thành công và danh tiếng của tôi vượt ra ngoài biên giới bờ biển Nga. Với người cố vấn người Ấn Độ của tôi, triển vọng thật tuyệt vời. do đó rõ ràng không có gì khiến tôi từ bỏ các thực hành của mình. nhưng đức chúa trời đã có kế hoạch của ngài. để làm cho điều đó xảy ra, ngài đã cho phép em gái tôi, tên là Beatrice, tiếp nhận Chúa Giêsu Christ là chúa và đấng cứu rỗi và kiên trì cầu nguyện cho tôi. đây là chỗ để nói rằng một thầy phù thủy có thể làm bất cứ điều gì, nhưng một khi giờ của chúa đã đến, thì anh ta chẳng có gì cả để làm. anh ta chỉ có thể đầu hàng. Khi Beatrice nhận ra những gì tôi đang làm, cô ấy về nhà vào một ngày thứ bảy, trong khi tôi đang chào đón một khách hàng. Tôi nói với cô ấy, anh hiểu em sẽ đi nhà thờ. Vâng, cô ấy trả lời tôi, em đã tiếp nhận Chúa Giêsu Christ và em đến để nói với anh về Ngài. Tôi phải đuổi cô ấy ra khỏi nhà vì nếu khách hàng nghe nói chuyện như vậy, họ có thể nản lòng. Không giải giáp, cô ấy quay lại vào ngày hôm sau, lần này, để mời tôi đến nhà thờ vì cô ấy nói rằng có một chương trình nhất quán. Tôi đã phải đuổi cô ấy đi bằng một con dao rửa. Do đó, cuộc đấu tranh đã diễn ra giữa cô ấy và tôi. Phải nói rằng cô ấy cũng cầu nguyện và kiên ăn cho tôi. Cô ấy đã giảm cân từng ngày. Tôi đã không biết về nó. Tôi đã chế giễu cô ấy mỗi khi tôi nhìn thấy cô ấy. Nhưng cô ấy cứ nói rằng Chúa có một kế hoạch cho anh, điều này đương nhiên khiến tôi thích thú hơn. Nghe những lời này, tôi lên xe và đi mất. Sau một tháng, tôi bị một cơn sốt khủng khiếp, tôi run lên vì lạnh. Một người bạn tôn sùng sống ở Popwe, một trong 10 xã của Abijan, đã đến thăm tôi vào thời điểm đó. Anh ấy hỏi tôi có gì. Tôi phải nói với anh ấy sự thật vì vậy, tôi nói với anh ấy, có một thời gian Em gái tôi đã đến thăm tôi với cuốn kinh thánh của cô ấy và cô ấy mời tôi đến nhà thờ. Đáp lại, người bạn cảnh báo tôi, đừng bao giờ hợp tác với những người đến nói chuyện với bạn về Chúa Giêsu Christ bởi vì trước sự hiện diện của Ngài, những thứ tôn sùng không còn quyền lực nữa. Sau đó, anh ấy đọc những câu thần chú cho tôi, sau đó tôi đặt cho anh ấy tên của em gái tôi để đặt cho cô ấy những gì anh ấy muốn, bao gồm cả việc giết cô ấy tôi đã quyết tâm kết liễu với cô ấy là một phù thủy tôi quyết định tự mình tấn công cô ấy ngay cả trước khi bạn tôi đến hiện trường do đó đến một giờ sáng tôi tiếp cận người tôn sùng của mình người có khả năng khiến mọi người phát điên và tôi đã đọc những lời thần chú tôi đã mong đợi được nhìn thấy hình ảnh của cô ấy trong con chim hoàng yến chứa tôn sùng trước sự ngạc nhiên của tôi điều này đã không xảy ra sau đó tôi kêu gọi các đệ tử của mình nhìn rõ hơn về vấn đề này một trong số họ đề nghị đổ một chai rượu gin lên người tôn sùng để tăng thêm sức mạnh cho nó sau tất cả những hy sinh đó hình ảnh của em gái tôi vẫn không hiện ra tôi đã hỏi ý kiến những người bạn đồng hành của mình những người đã dự đoán rằng công việc sẽ thành công sau đó tôi đã lấy một ổ khóa thứ có đặc tính khiến người phát điên tôi gọi tên cô ấy khi tôi cố gắng đóng ổ khóa đã bị khóa. Tôi tiếp tục thử nghiệm, luôn luôn như vậy. Nó kéo dài đến 3 giờ sáng. Quá phấn khích và tưởng tượng rằng cô ấy đã bị ảnh hưởng, tôi quyết định bỏ mọi thứ. Đó là một ngày thứ sáu, vào thứ bảy, vào khoảng 4 giờ, trong khi tôi đang đến thăm cha tôi, tôi nhìn thấy em gái của mình, khi nhìn thấy tôi, em đã thốt lên, vậy thì, anh trai. Hallelujah! Chúa giê -xu thật tuyệt vời. Tuy nhiên, rất tức giận, tôi đã cố gắng kiềm chế bản thân, tôi đến gần cô ấy và hỏi cô ấy rằng cô ấy có cảm thấy bị tổn thương ở đâu không? Tôi đang ở trong Chúa giê xu -rít. làm thế nào anh muốn tôi bị bệnh như thế này? Cô ấy nói. Sau đó, cô ấy nói với tôi, hãy chấp nhận Chúa Giê-xu bởi vì mọi thứ anh làm đều vô ích và vô ích. Quyền năng của Chúa Giêsu vượt xa quyền năng của các thầy phù thủy. Sau ba ngày, tôi dùng một thứ tôn sùng khác, bao gồm bàn chân của một người đàn ông và một ổ khóa, để làm tê liệt nó. Và để làm được điều này, tôi nhốt mình trong phòng và nhịn ăn trong ba ngày. Đối với bất kỳ thực phẩm nào, tôi lấy nước dừa. Tôi nói đến bảy lần và khi tôi cố gắng đóng khóa, nó lại bị treo tôi tự hỏi liệu cô ấy có phải là một pháp sư không tuy nhiên tôi quyết định đến nghĩa trang vào đêm khuya để chôn cất vật được tôn sùng để tiếp thêm sức mạnh cho nó ngày hôm sau tôi quyết định đến thăm cô ấy hy vọng rằng cô ấy sẽ bị liệt trên giường nhưng đang ở trong taxi tôi thấy cô ấy đi mất kinh thánh trong tay vì vậy tôi đến gần cô ấy và nói với cô ấy tôi đã có một giấc mơ về em em có bị thương ở chân không Cô ấy trả lời tôi, tôi ở trong Chúa Giêsu Christ, vì vậy căn bệnh này không còn quyền lực đối với tôi. Trong cơn tức giận, tôi về nhà và gọi cho bạn bè và đồng nghiệp của tôi từ Popway. Tôi giải thích tất cả mọi thứ tôi đã làm mà không có bất kỳ thành công. Anh ấy nói với tôi, hãy cho tôi một tuần. Sau đó, anh ấy nói thêm, đừng lo lắng, chúng tôi sẽ trả tiền cho quan tài của cô ấy tôi cho anh ta các bơ lăng đây là nơi để nói rằng các pháp sư để có được chúng ta phải thông qua một thành viên trong gia đình chúng ta nói xong anh về nhà sau một tuần không có gì xảy ra tôi đến nhà anh ấy anh ấy nói với tôi rằng anh ấy đã hoàn thành công việc và anh ấy không hiểu gì về những gì đang xảy ra trước sự bí ẩn này tôi quyết định từ bỏ mọi thứ nhưng rồi ba tuần sau cơn sốt mà tôi phải chịu đựng lại tái phát. Cô ấy mạnh mẽ đến mức tôi tự nói với mình, xong rồi, tôi đã chết. Tuy nhiên, theo bản năng sinh tồn, tôi bắt taxi đến sân bay, chỉ để khẩn cấp đến gặp những người cố vấn của tôi ở Benin để điều trị cho tôi khi tôi xuống xe bất chấp cơn sốt, trong một nỗ lực cao nhất. Tôi không còn tâm trí để xem đèn dành cho người đi bộ có còn xanh hay không trước khi băng qua đường. Vì vậy, tôi gần như đã bị một chiếc taxi đâm người tài xế taxi sau khi xúc phạm tôi gọn ghẽ đã xuống cho tôi một cái tác trời gián. Mọi người đang theo dõi tôi. Tôi đã không có một phản ứng. Tôi thậm chí không thể nói với người lái xe một trong những từ mà tôi có bí mật. Điều đó có thể khiến anh ta gây tai nạn. Tôi đã quên tất cả những điều đó. Rất nhiều tôi đã gặp trắc rối. Khi đến Air Africa, quầy bán vé vừa đóng cửa và tôi ở đó không biết phải làm gì một giọng nói đề nghị tôi đi gặp em gái mình một người khác phản đối đề xuất này nhưng giọng nói đầu tiên không thể cưỡng lại được cô ấy đã lấy phiếu bầu của tôi tôi đang trên đường đến nhà em gái tôi đây về đến nhà cô ấy nói với tôi rằng chúa sẽ thực hiện phép lạ tôi hỏi cô ấy phép màu gì vậy bởi vì tôi cũng làm phép lạ và tôi đã kể cho cô ấy nghe một số phép lạ mà tôi đã thực hiện những phép màu này là của satan chúng xấu xa chúng không có sức mạnh cô thốt lên với một chút khó chịu chà tôi nói chúng ta đang làm gì cho sức khỏe của tôi cô ấy nói với tôi chúng ta sẽ gặp các mục sư họ sẽ cầu nguyện cho anh được em tìm mục sư sau khi thờ phượng cô ấy nói với tôi không sao tôi đáp trên xe taxi đến nhà thờ tôi để ý thấy em gái tôi đang cúi đầu cầu nguyện sau đó tôi đánh vào lưng cô ấy và nói rằng chiếc taxi không phải là nhà thờ khi chúng tôi đến nhà thờ cô ấy rất vui mừng vì cô ấy vừa tìm được một linh hồn mới cuối cùng cô ấy tìm cho tôi một chỗ để ngồi sau khi thờ phượng xong trước khi được mục sư tiếp đón tôi vào phòng tắm mở cặp lấy ra một cây bùa bỏ vào miệng và nói sẽ ổn thôi tất nhiên cây bùa có ý định làm tổn thương mục sư mục sư tiếp tôi trong văn phòng của ông sự tôn sùng đang ở trong miệng của tôi anh ấy hỏi tôi những câu hỏi mà tôi phải trả lời bằng cái đầu vì tôi không thể mở miệng tôi đã phải mất một lúc không chú ý để loại bỏ cái bùa khỏi miệng mình thật kỳ lạ những câu thần chú mà tôi muốn đọc về mục sư, tôi đã quên hết. Giống như những gì, khi một người ở trong Chúa Giêsu Christ, những mũi tên của ác ma không thể chạm tới chúng ta. Mục sư hỏi tôi có chuyện gì đã gây ra cơn sốt đưa tôi đến đây. Trước khi đi, các mục sư phải cầu nguyện cho tôi. Tôi không biết nó như thế nào. Vì vậy, chúng tôi đi đến một căn phòng nơi tôi nhìn thấy một người phụ nữ đang la hét trên mặt đất trong khi những người ở bên cạnh cô ấy nói hãy ra khỏi cơ thể này hãy ra khỏi cơ thể này hoảng sợ tôi lùi lại một bước tự nhủ rằng mình sẽ chịu chung số phận với người phụ nữ đang nằm trên mặt đất này nhưng mục sư bảo tôi đừng sợ anh ấy khuyến khích tôi tiếp tục họ bắt tôi ngồi trên một chiếc ghế dài các mục sư của khoa đuổi quỷ học bắt đầu cầu nguyện cho tôi tôi bắt đầu ngủ. Khi tôi thức dậy, họ đã cầu nguyện xong và tôi cảm thấy một sức nóng khủng khiếp tỏa ra từ cơ thể mình. Ba ngày qua, tôi đã xa điểm Megananu. Trong thời gian tôi vắng mặt, thực sự, một số khách hàng đã nhớ tôi. Khi họ quay lại, họ hỏi tôi đang ở đâu. Tôi thông báo với họ rằng tôi đã đi nhà thờ. Họ từ chối tôi. Không còn tôn sùng nữa, họ nói với tôi. Nó rất nguy hiểm. Muốn trấn an họ, tôi trả lời, đừng sợ, tôi về nhà để lấy một chiếc bùa khác để chống lại mục sư. Sau đó, tôi đã tư vấn cho họ và họ rời đi. Trên thực tế, tôi không ở trong đĩa của mình. Tất cả những suy nghĩ của tôi đều hướng về nhà thờ và về tuyên bố của Biết Triết. Ngày nay tác giả hiểu nó theo nghĩa là con của Chúa đích thực ẩn mình trong Chúa Giêsu. xu anh ta không thể đạt được bằng những thực hành thần bí này tuy nhiên ông lưu ý rằng một số cơ đốc nhân là nạn nhân của những cuộc tấn công này điều này được giải thích là do họ để hở cho satan mọi thứ xảy ra ở đó đều lướt qua trong đầu tôi nhận ra rằng tôi không có ở đó em gái tôi đã đến gặp tôi đại ca chúng tôi không thấy anh tại lễ đường tôi trả lời với chúa chúng ta không được vội vã tôi sẽ đến nhà thờ nhưng hãy để tôi đi theo tốc độ của riêng tôi không cô nói đừng để sa tan lừa hắn chỉ tìm kiếm một điều tống bạn vào tù và cuối cùng tiêu diệt bạn cô ấy không hài lòng chút nào khi thấy tôi vẫn hành nghề tư vấn đó là một ngày thứ sáu buổi tối chúng tôi đi nhà thờ họ bắt đầu cầu nguyện cho tôi ngày hôm đó khi vị mục sư tham gia chương trình bắt đầu cầu nguyện, tôi để ý thấy có người ngã xuống chỗ này chỗ kia. Hoảng sợ, tôi móc chân vào chân của người hàng xóm, điều này không khỏi gây ra một số hiểu lầm khiến dịch vụ của đơn hàng phải can thiệp. Mọi người ngã xuống khắp nơi sau buổi cầu nguyện, tôi về nhà và bắt đầu cười một mình. Lo lắng, tôi chủ động đến nhà thơ. Hôm đó, họ rao giảng về tình yêu Thiên Chúa, sau lời cầu nguyện, cả tôi và bất cứ ai đều không ngã tôi đã rất hạnh phúc các mục sư hỏi tôi tại sao tôi không đến nữa tôi nói với họ khi tôi đến và cầu nguyện mọi người ngã xuống họ nói với tôi rằng điều đó không nên ngăn cản tôi đến một ngày khác tôi có một cuộc phỏng vấn cuối cuộc phỏng vấn tôi thú nhận với họ rằng tôi có nhiều buồn mê hoặc sau đó họ yêu cầu tôi mang chúng đến tôi không đồng ý vì trong thâm tâm tôi nghĩ rằng các mục sư sẽ chiếm lấy nó để có thêm quyền lực nhưng sau cuộc phỏng vấn này tôi không còn ngủ được nữa tôi đã gặp ác mộng tôi mơ thấy mình đang ở hiện trường của một trận đánh nhau kinh hoàng tôi thấy người ta dùng gậy rượt đuổi tôi trong phòng khách chúng tôi đi quanh bàn ăn mặt khác tôi bắt đầu nói một mình tôi đã trên bờ vực của sự điên rồ hàng xóm nghe tin hoảng sợ để che giấu sự e ngại của mình tôi nói với họ, đừng lo, không có gì đâu. Trên thực tế, tôi đã vội vàng đến gặp mục sư tại nhà thờ để giải thích tình hình. Anh ấy nói với tôi, hãy mang đồ thờ cúng buồn ngải đi đốt đi, sau đó bạn sẽ yên tâm. Một buổi sáng, tôi thuê một tấm bạc mới đã được lưu hành chưa đầy ba tháng. Tôi nói với người lái xe rằng tôi có hành lý cần mang đến nhà thờ. Tôi lấy vali, Túi sách và nói với những đồ bùa ngải mê hoặc bằng những từ ngữ này Có vẻ như tại bạn mà tôi không ngủ được Vì vậy, bạn sẽ đến đó, đến nhà thơ Nếu bạn muốn, hãy tấn công họ và để tôi yên một mình Về điều này, tôi đi đến một thứ bùa để nâng nó lên Nó trở nên vô cùng nặng nề Không thể chấp nhận ngay cả những thứ buồn ngãi nhỏ nhất Sau nỗ lực thất bại này, tôi bắt đầu nói chuyện một mình người lái xe sau đó đến gần tôi để hỏi chuyện gì đang xảy ra không không có việc gì chờ ta ta tới đừng vội ta sẽ tới yên tâm ta trả tiền ngươi tôi nói với hắn anh ta nói nhưng anh nói một mình hành lý nặng thì cứ gọi anh anh giúp không tôi không sao tôi đến đây nhưng tất cả những thứ tôn sùng đều nặng nề và như bị đóng đinh xuống đất. Tôi bắt đầu suy nghĩ và nhớ lại một thành ngữ đã trở lại với môi miệng của mọi người trong nhà thờ. Nhân danh Chúa Giêsu, hãy ra khỏi cơ thể này. Tôi quay trở lại phòng và hỏi những thứ buồn ngãi này, bạn có định di chuyển hay không? Khi tôi nói, nhân danh Chúa Giêsu, hãy ra khỏi cơ thể này. Những thứ buồn ngãi lớn nhất trở nên nhẹ nhàng. Và tôi nói, đây, đây. Vì vậy, bạn là vô giá trị. Đây là cách tôi đặt tất cả những thứ buồn ngãi tôi tôn sùng vào túi và vali, lặp lại biểu hiện này. Vì vậy, chúng tôi đặt tất cả những thứ này trong tấm bạc. Nhưng lớp phủ từ chối bắt đầu. Tôi phải nói cùng một câu để nó bắt đầu và cuối cùng, chúng tôi đến nhà thờ. Khi chúng tôi đến nhà thờ vào ngày 26 tháng 12 năm 1987, các mục sư, nhìn thấy rất nhiều người theo đạo, đã thốt lên, bạn, bạn thực sự là một phần tử nguy hiểm. Sau đó, họ gọi tôi sang một bên và bắt tôi ký vào một tờ giấy. Sau đó, họ đốt cháy tất cả các thứ buồn ngãi mà tôi tôn sùng. Một số quỷ trong số những người tôn sùng này đã nhảy vào lửa. Đó là cách tôi giao tất cả sự tôn sùng của mình. Và hôm đó, tôi ngủ từ 10 giờ đêm đến 10 giờ sáng. Bài học mà tôi rút ra từ kinh nghiệm này, tôi đưa ra dưới hình thức lời khuyên cho những ai muốn tiếp nhận Chúa Giêsu Christ. Chúng ta phải cung cấp mọi thứ, không cần đặt trước. Bảy tháng sau, vào ngày 28 tháng 7 năm 1988, tôi chịu phép báp tên. Chiến đấu Sau khi cải đạo, cuộc sống của tôi đã thay đổi đáng kể. Mức sống của tôi đã giảm xuống rất thấp tôi không giữ tiền trong ngân hàng một buổi sáng tôi tìm thấy tất cả tiền của mình trong đống cho tàn trong khi quần áo của tôi vẫn còn nguyên vẹn tôi gọi em gái của tôi để giải thích tình hình cô ấy nói với tôi đây là bằng chứng cho thấy số tiền này không đến từ chúa ý kiến này đã được các mục sư xác nhận vì vậy tôi đã chấp nhận hoàn cảnh và thậm chí tôn vinh đức chúa trời khi khách hàng đến gặp tôi tôi đã trấn áp họ bằng cách truyền bá phúc âm cho họ đáp lại họ nói tôi bị điên tôi sẽ truyền giáo cho các thầy phù thủy và thầy phù thủy một số người trong số họ đã tấn công tôi thậm chí cha tôi còn gửi tin nhắn cho benin để kết liễu tôi đó là khởi đầu của sự chuyển đổi của tôi tình hình căng thẳng và điều này vẫn tiếp tục cho đến tận bây giờ tôi đã có các cuộc tấn công ở khắp mọi nơi mỗi ngày khi tôi thức dậy tôi thấy một con rắn trong phòng của mình. Tôi luôn phát âm cùng một câu, nhân danh Chúa Giêsu. Sau đó, tôi đã cho anh ta một cú quét vào đầu và anh ta chết. Tôi để ý rằng mỗi lần tôi giết được một con rắn, họ đến báo tin cho tôi có người chết trong làng. Ngay cả những pháp sư mà tôi đã ký hiệp ước cũng tập hợp lại để giết tôi. Vào thời điểm đó, tôi đã đến Benin. Rồi người ta nói, để xem nó có chạy thoát không, nó chết chắc. Như thế, nó sẽ truyền bá cái không có gì. Biểu thức này chỉ định trong ngôn ngữ của chúng tôi những người không còn nữa. Vì vậy, trong làng, họ đã làm mọi cách để giết tôi. Khi tôi thức dậy vào buổi sáng, tôi thấy những con vật gần giường của mình. Tôi lấy một cây chổi, tôi nói, nhân danh Chúa Giêsu và tôi quét sạch mọi thứ. Ngay cả trên đường đi, tôi đã gặp những thầy phù thủy vĩ đại hỏi tôi về những thứ mà họ đã ban cho tôi. Tôi nói với họ rằng tôi đã đốt tất cả chúng trong danh Chúa Giêsu Christ và nói với họ lời chân thật. Điều đó khiến họ khó chịu và buộc họ phải làm mọi cách để giết tôi. Nỗ lực lãng phí. Điều đó để nói rằng khi một người thực sự ở trong đấng Christ, không điều gì có thể xảy ra cho chúng ta. Đặc biệt là những người bạn từng là phù thủy của tôi, hãy hiến thân cho chú một cách vô điều kiện. Nếu không, bạn sẽ gặp vấn đề với những phù thủy. Giải cứu Khi bắt đầu chuyển đổi, mỗi sáng thức dậy, tôi đều bị chảy máu mũi và miệng vì hiệp ước đã ký với các phù thủy. Nhưng nhờ ân sủng của Chúa, tôi đã được giải thoát khỏi những tệ nạn này. Vinh quang cho tên của Chúa Giêsu. Tôi cũng bị loét dạ dày, một căn bệnh đặc trưng của nhiều pháp sư. Tôi đã tiêu rất nhiều tiền mà không có kết quả. Nhờ kiên ăn và cầu nguyện, tôi đã được chữa lành trong một đêm khi tôi đang ngủ. Trong một giấc mơ, tôi thấy ai đó phẫu thuật phần tôi bị đau. Sau đó tôi cảm thấy một cơn đau tương tự như vết chích. Khi tôi tỉnh dậy, tôi cầu nguyện và tạ ơn Chúa. Tôi bị thuyết phục đến mức đã nhờ em gái chuẩn bị một loại nước sốt cây mà tôi đã tiêu thụ không điều độ, tôi không cảm thấy gì cả. Đó là một bài kiểm tra của tôi. Thực sự, Chúa Giêsu Christ là tuyệt vời. Đức Chúa Trời của chúng ta là một Đức Chúa Trời kỳ diệu, một Đức Chúa Trời nhân từ và quý báu. Tên Ngài là Yahweh Jai, El Sadai, vua của các vua, chúa của các chúa, chúa của Israel. Ngài không thay đổi, ngày hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi. Anh ấy một mình có thể giải cứu và cứu chuộc. Vâng, chỉ một mình Ngài có thể giải thoát khỏi mọi tội lỗi vinh quang và vinh dự thuộc về Chúa. Một sự giải cứu là gì? Đó là sự kiện được tha thứ những việc xấu bạn đã phạm, giết người, phá thai, tội ác, gian ác, tóm lại, mọi tội lỗi chống lại chúng ta đều được Đức Chúa Trời tha thứ. Đó là sự kiện được biến đổi thành một tạo vật mới theo như lời Chúa nói trong hai co năm, 17. Vì chúng ta đã trở thành một sinh vật mới, chúng ta từ bỏ tất cả những điều xấu mà chúng ta đã gắn bó chặt chẽ. Đây là một sự giải thoát. Người ta không được giải cứu khi người ta vẫn hướng về những điều cũ như vợ của Lót. Một người không được giải cứu khi một người vẫn còn một chân trong các thầy phù thủy và những kẻ tôn sùng và một chân trong Chúa. Trong trường hợp này, sự giải cứu chưa hữu hiệu về phần tôi, Chúa cứu Thế giê -xu đã giải cứu tôi. Tôi có đôi chân, đôi tay của tôi trong trại của chúa ngài đã giải cứu tôi và tôi rất hạnh phúc vì hôm nay chúa sống trong tôi tôi không còn sống nữa phải nói thêm rằng sự giải cứu không chỉ ở bên ngoài nó không chỉ bao gồm việc từ bỏ những sự tôn sùng nó cũng ở bên trong giải thoát là cắt đứt mọi ràng buộc của ma quỷ mọi ràng buộc thuộc bất kỳ bản chất nào mọi hợp đồng đã ký kết với kẻ thù cho dù chúng được thực hiện bởi chúng ta hay bởi người khác đây là một cuộc chiến mà những người cải đạo trẻ không phải lúc nào cũng được trang bị vũ khí ngoài ra nó có cần hỗ trợ và giám sát không đóng khung cho sự giải cứu tôi đã được định hình một cách phi thường trong hội thánh nơi tôi chập chững những bước đầu tiên nếu không có sự hướng dẫn của các tôi tớ đức chúa trời tức các trưởng lão thì sự giải cứu không thể trọn vẹn cần phải đóng khung một người dân mình cho Chúa, biến anh ta thành phương thuốc chữa lành tâm hồn, một số người nói về mối quan hệ giúp đỡ. Vì vậy, anh ta sẽ đưa ra những câu thần chú và những lời nguyện khác. Khi tôi được giải thoát, tôi đã cầu nguyện rất nhiều, tôi đã cầu thay, đã có một cuộc chiến thuộc linh. Sự giải thoát của tôi không dễ dàng. Nó kéo dài 4 tháng trong nhà thờ, nơi tôi tiếp nhận Chúa Giêsu xu và vì một lý do chính đáng, tôi phải cởi bỏ từng sợi dây ràng buộc của mình sự giải cứu đầu tiên của tôi là khi tôi giao nhiều đồ thờ cúng của mình để các tôi tớ của đức chúa trời đốt trong nhà thờ tôi cảm thấy nhẹ nhõm theo nghĩa là tôi đã thoát khỏi nó tôi không còn bị cám dỗ để sử dụng chúng nữa họ không còn quyền lực nữa tôi biết rằng nếu tôi tái phạm tình trạng của tôi sẽ tồi tệ hơn vì ma quỷ sẽ nhân lên trong tôi và sau đó ma quỷ có thể giết tôi dễ dàng Thật vậy, Satan đã đến lạc chỗ và hủy diệt. Một khi chúng ta đã tin nhận Chúa Giêsu Christ, chúng ta không được nhìn lại phía sau mà phải tiến tới, để nói rằng Chúa Giêsu Christ đang ở phía trước. Chúng ta phải kiên quyết đi theo Chúa Giêsu Christ. Tôi không thể dựa vào sự tôn sùng của mình, mà chỉ dựa vào Chúa Giêsu Christ mà tôi đã nhận được danh ngài vượt trên mọi danh hiệu và là đấng mà mọi đầu gối sẽ quỳ xuống. Roma 14, 11 vì có lời chép rằng, thật như ta hàng sống, Chúa phán, mọi đầu gối sẽ cúi đầu trước tôi, và mọi lưỡi sẽ thú nhận với Chúa. Tôi đã được giải thoát khỏi chủ nghĩa huyền bí, chủ nghĩa tôn sùng. Việc tôi thoát khỏi tâm trí của Mami Wata không hề dễ dàng. Trong thời gian hành nghề phù thủy, cơ quan sinh dục của tôi không còn hoạt động vì hiệp ước đã ký với Mami Wata. Hãy nhớ rằng theo hiệp ước này, tôi đã kết hôn với Mami Wata. Trên thực tế, linh hồn của Mami Wata được hiện thân bởi một con rắn lớn đã lên giường với tôi. Khi tôi tiếp nhận Chúa Giêsu Christ bằng cách cầu nguyện và kiên ăn, con rắn này đã biến mất vì quyền năng của thánh linh của Đức Chúa Trời Ngự trong tôi lớn hơn quyền năng của các thầy phù thủy, những người theo chủ nghĩa thập tự hoa hồng, hội tam điểm và những người khác. Nhưng phải nói rằng sự giải cứu đã đến sau ba ngày ăn chay và cầu nguyện. Sau 3 ngày nhịn ăn này, cơ quan sinh dục của tôi đã trở lại hình dạng ban đầu. Tôi cũng đã được giới thiệu với Giang Beto ở Hé, thuộc tỉnh phụ của Calavi. Vào cuối cuộc điểm đạo này, tôi đã nhận được một cái tên, giống như tất cả những người theo dõi khác. Tên này đóng vai trò cho phép đi qua. Cuộc nhập môn này bao gồm việc nuốt ba con cá lóc có nọc độc bằng những câu thần chú. Vì vậy, tôi có thể khiến một con rắn cắn một người và cái chết xảy ra sau đó. Sau khi tôi được thả ra, ba đầu rắn nuốt chững hơn 10 năm này đã bị trục xuất. Tôi đã phải nhìn ăn trong 4 ngày. Đến ngày thứ năm, ba con cá lóc này tự nhiên chui ra. Vì vậy, tôi đã phải vật lộn trong 4 tháng. Tôi đã được giúp đỡ và đóng khung trong việc này bởi những người can thiệp trung thành. Cảm ơn họ. Tôi đã lần lượt bẻ gãy nhiều mắt xích do Satan dệt nên phù hợp với những gì Chúa Giêsu Christ nói trong mười 16, 16 cho những người chấp nhận nó. Thuật sĩ cũ được giải thoát cũng chính là người có thể tố cáo ma quỷ. Để tiết lộ các tác phẩm của phù thủy, cần phải được giao để tiết lộ những tác phẩm này. Một người có thể ở trong nhà thờ mà vẫn bị bỏ bùa mê, sống trong sự nguyền rủa vì không có sự chữa lành hay giải thoát cho linh hồn mình. Nếu không có giải cứu, chúng tôi sẽ bị bỏ lại cho chính mình biết bao nhiêu người chơi cược trong nhà thờ và cầu nguyện như những thiên thần, nhưng không được giải thoát. Một cơ đốc nhân chưa được giải cứu thì không thể đuổi quỷ, anh ta thậm chí không thể săn được một con ruồi. Những cơ đốc nhân này vẫn còn run rẩy và sợ hãi khi đến làng. Trong khi họ được giải cứu, họ có Chúa Giêsu ở cùng và có thể đi khắp nơi để truyền giáo theo lời của Ngài. Kể từ năm 1989, Tôi tiết lộ các công việc của Satan và lũ quỷ của hắn vì tôi đã được giải thoát khỏi nhiều con quỷ ám ảnh tôi. Tôi có thể làm chứng vì tôi đã được giải cứu, nếu không, Satan sẽ đến để hủy diệt tôi và xé xác tôi như trong Kinh Thánh Khải Huyền 12, 12, bởi vậy, hỡi các từng trời và các đấng ở đó, hãy vui mừng đi khốn nạn cho đất và biển vì ma quỷ biết thì giờ mình còn chẳng bao nhiêu nên giận hoảng mà đến cùng các ngươi sa tàn đã giáng xuống chính vì sa ngã nên hắn đã quay trở lại để tiêu diệt cuộc sống con người nhưng một khi được giải cứu một người phải từ bỏ sa tan chúng ta có thể vì chúng ta vui hưởng sự bảo vệ của đấng kề-rít đó là lý do tại sao tôi không ngại tiết lộ tất cả những bí mật của ngài mọi lúc mọi nơi con cái chúa có chúa thánh linh. Để ma quỷ đụng đến con cái chúa, nó phải tấn công chúa vì những đứa trẻ này ẩn mình trong ngài. Còn tiếp phần 4. https://manadivin.com 2022 11 16